kính chào quý vị và các bạn. Sau nhiều ngày đóng cửa rào dây để cải tạo công viên Bến Bạch Đằng, đến cuối chiều ngày 25 tháng 1 năm 2022, việc cải tạo công viên Bến Bạch Đằng, quận 1 đã tương đối hoàn tất. Đơn vị thi công đã cho tháo dỡ toàn bộ dây chắn còn sót lại trên toàn bộ khu vực công viên. Việc cải tạo bao gồm các hạng mục xây dựng lối đi, đường dạo, sân bãi, trồng mảng xanh, lắp đặt hệ thống chiếu sáng, lắp đặt hệ thống tưới nước tự động, di rời các công trình chiếm dụng, cải tạo một số công trình hiện hữu. Cùng với phố đi bộ Nguyễn Huệ, công viên Bến Bạch Đằng sẽ tạo thành chuỗi không gian mở, thoáng đãng cho người dân đến vui chơi, ngắm cảnh trong dịp Tết sắp tới. Tuy nhiên, việc cải tạo công viên này sau khi được mọi người xem qua thực tế trên các tờ báo thì đa số ý kiến đều cho rằng, xin lượt lại điểm chung của các ý kiến, như công viên có tầm nhìn thoáng hơn hay công viên không có điểm nhấn. Trên nền công viên dường như đã chặt bỏ hoàn toàn mảng cây xanh bóng mát, thay vào đó là rừng trụ đèn, nền đá lát, chỉ trồng cỏ. Nếu trồng không được cây tán lớn thì trồng cây thấp, tán nhỏ, lấy mảng xanh, chứ nhìn trơ trọi, bằng phẳng quá. Còn nói mục đích để tạo công viên thoáng mát thì gần bờ sông, công viên nào mà chả mát. Còn có người gay gắt hơn thì nói, trên công viên không có nhà vệ sinh công cộng, hay thiếu mất bãi đậu xe cho người dân đến vui chơi. Hay dưới sông không chỉ lục bình, túi rác trôi nổi từ đâu đọng lại rất nhiều, không ai dọn. Điều đáng trách hơn là, người dân buôn bán nhỏ lẻ, hay các ga tàu đường thủy gần đó, còn tận dụng, cùng chung tay đổ rác thành đống trên mảng lục bình trôi, nhìn vô cùng phản cảm. Thành ra làm cái công viên mà chỉ để ngắm, cho có làm, cho có cải tạo, và khi sử dụng thì quá bất tiện và tổ chức rối rắm, thì tầm nhìn cho công viên giữa trung tâm Sài Gòn, với mục đích tạo dựng môi trường du lịch bị đặt dấu hỏi lớn. Nhiều người còn tỏ ra nghi ngờ, vì thật là kỳ lạ và khó hiểu quá, bởi nhìn xa như các tỉnh như Quảng Ninh hay Đà Nẵng cũng làm công viên ven sông, ven biển, trên dải đất hẹp, cùng với mục đích tầm nhìn thoáng mát, cùng trên tuyến đường mặt tiền thành phố, nhưng họ lại được nhận nhiều lời khen tặng về độ thẩm mỹ kiến trúc độc đáo, có điểm nhấn rõ ràng và có nhiều không gian xanh mát của công viên. Sau khi được tháo dây rào tạm, chiều tối ngày hôm 25 tháng 1, ai đi ngang qua đoạn đường Tôn Đức Thắng đã vô cùng thích thú, có thể dừng xe lại để vào check-in công viên Bến Bạch Đằng. Càng về khuya thì lượng người dừng đổ xe xuống sát lòng đường Tôn Đức Thắng càng đông vui. Dù làm công viên còn nhiều ý kiến trái chiều nhất trong số công viên được xây dựng gần đây trên cả nước, nhưng dù sao người Sài Gòn có thêm một điểm vui chơi về đêm hay sáng sớm, ngắm cảnh sông nước, không khí mát mẻ cho thời điểm sắp tới. Còn khung giờ ban ngày thì công viên không ai dám mò vô vì nóng nắng, không một cây xanh. Hiện nay, trên công viên cũng có một số ít khu vực vẫn còn đang thi công, nhưng khối lượng không đáng kể, gần như hoàn tất. Có các công nhân đang dặm vá, sửa chữa nhỏ để hoàn thiện thêm một số hạng mục nhỏ. Sau khi cải tạo công viên sẽ chia thành 3 khu chức năng, khu tưởng niệm lịch sử khoảng 4.000m², khu xúc tiến du lịch khoảng 5.150m² và khu công viên cộng đồng khoảng 2.750m². Thank you.
Thank you.